Bây giờ chúng mình đã đến thành phố cổ Mulberry và nơi là bối cảnh cho nhiều bộ phim, đặc biệt đó là Ngược Dòng Thời Gian để Yêu Anh hang. Đó có cái khu để có mình thề trang phục Thái luôn á. Rất là rộng nha. Open daily từ 9 giờ cho tới 19 giờ. Những cái tâm tư cầu nguyện của mình lên lá bồ đề và cúng dường khoảng 20 bông dạt gì đó. Đây sẽ tích Đức Phật bước 7 bước nở 7 đóa sen nè em. Đẹp thế luôn. Với đứa thằng nhỏ nó ngủ dài gì á, là dòng đi lên cái gì đây. Muôn vào răng nha, dùng bữa trưa đây. Có xe tự chọn nè. Bữa trưa khá đông đúc nha. Đây, cơm chiên đồ. Cũng là mấy cái món làm sẵn vậy thôi à. Gà, cá, nuôi, rau. Và ở đây là các món tráng miệng, chè, trái cây. Có xôi rồi nữa nè. Ngồi bên đây thì là gỏi đu đủ nè. Chụp rồi sau làm các thuyền cũng có các món ăn cho mình giống như bạch thái nè, món bánh nước dừa giống như bánh hột của mình nhưng mà bột mỏng và giòn hơn ha. Rồi cũng có những cái món cái chiên nè, khoai chiên nè, mọi người đang chờ đó. Cái này là món hủ tiếu rồi đó. Bạch thái nè, bánh nước cốt dừa. Ở chính sảnh thì có đàn nè, có múa nè, gấp văn nghệ,